Ngày 29 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Phú, huyện Thới Bình, 75 cử tri trên địa bàn xã đến dự. Tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình đã báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 2 Quốc hội khóa 14. Đoàn đã ghi nhận 13 ý kiến của cử tri, trong đó nhiều ý kiến tập trung phản ánh bức xúc về chính sách cho gia đình có công, người cao tuổi chưa được quan tâm đúng mức, nhất là nhà ở cho gia đình chính sách đầu tư còn chậm, cần đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, nhiều ý kiến phản ánh về chế độ, kinh phí hoạt động của cán bộ ấp, khóm còn hạn chế, trong khi nhiệm vụ của lực lượng này rất nặng nề. Vấn đề liên kết 4 nhà đến nay chưa phát huy hiệu quả, chủ yếu doanh nghiệp hưởng lợi. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng nhái, an ninh trật tự cũng được người dân lo lắng và đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý, đảm bảo quyền lợi an toàn cho người dân. Cử tri các ấp Chàm Thẻ, ấp Tabasa Ba, ấp Chài Mộc, ấp Kinh Nam A còn bức xúc nhiều vấn đề đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu cuộc sống người dân. Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương đã giải đáp những vấn đề bức xúc của bà con cử tri. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đánh giá các ý kiến của bà con cử tri rất thẳng thắn và sát với thực tế. Những vấn đề bà con quan tâm đề nghị chính quyền địa phương và các sở ban ngành xem xét giải quyết sớm cho người dân. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh: tăng cường trách nhiệm, đoàn kết trong đảng bộ, đoàn kết với chính quyền với nhân dân. Có như vậy thì chúng ta mới là tiếp tục phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ.